Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 6 trên 6 của bài 15 Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau xem lại thứ tự nét viết của những cái chữ hán trong bản từ mới để xem là các bạn đã viết đúng chưa à, Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha